Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn. Hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng, làm cho ta buồn phiền. Muốn hết khổ, phải giữ chánh niệm. Đó là tự mình cứu lấy mình và nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả. Trong kinh Trung A Hàm, Phật dạy La Hầu La bảy đề mục trong khi hành thiền. 1. Niệm tâm từ để diệt trừ ác ý. 2. Niệm tâm bi để diệt trừ tàn nhẫn. 3. Niệm tâm hỷ để diệt trừ phiền hận. 4. Niệm tâm xả để diệt trừ thù oán. 5. Quán bất tịnh để diệt trừ ba độc tham sân si. 6. Quán vô thường để diệt trừ ngã mạn tự ái. 7. Quán hơi thở để điều hòa cả thân và tâm. Này La Hầu La, ngày đêm phải tỉnh giác kiểm soát thân khẩu ý, lúc nào cũng hướng tâm vào đạo pháp. Bất luận trường hợp nào, mỗi cử chỉ, mỗi hành động phải giữ chánh niệm. Nói chung, muốn tiện khách trừng phiền não phải có chánh niệm. Chú tâm vào hơi thở, khách tham sân si đến, mình lấy tâm từ bi hỷ xả tiện nó đi, thì thân tâm ta sẽ được an lạc giải thoát. Cổ đức cũng khuyên rằng: ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên. Chữ dẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung dữ hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán chưa tan mất hết. Quý Phật tử thử nghĩ, đã bao lần chúng ta đánh mất biết bao tình cảm đối với thân bằng quý thuộc và nhân loại, cũng chỉ vì thiếu đức vị tha. Vì bậc cha mẹ, vì quá tức giận chửi mắng, đánh đập, xua đuổi con cháu chẳng chút xót thương, vô tình đưa nó vào con đường sa đọa, tội lỗi. Nhưng họ lại quên rằng những lỗi lầm ấy khi xưa mình đã từng mắc phải. Vậy ta nên từ bi, hỷ xả, chỉ dạy cho nó thấy được lỗi lầm sửa đổi. Nếu thiếu đức tính khoan dung là tự mình chuốc lấy ưu phiền và gieo khổ cho người khác, chính cái đó đã đánh mất tất cả tình cảm lẫn vật chất mà người ấy có thể đem đến cho mình. Bởi thế, từ gia đình cho đến xã hội, ta phải tha thứ, thương yêu, đùm bọc, dìu dắt lẫn nhau, đồng tiến bước trên con đường đạo đức. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Cổ đức. Nhưng thử nghĩ, trên thế gian này có mấy ai được vậy? Quý vị đi đám tang thường thấy những bà vợ gục đầu bên quan tài ông chồng khóc than kể lể bằng những câu rất thảm thiết. Nếu ngược lại, người nằm trong hòm là bà vợ thì ông chồng buồn bã than tiếc bằng những lời ưu ái bi ai thật cảm động. Cho đến con cái và thân bằng quyến thuộc cũng vậy. Khi còn sống bên nhau, suốt đời họ chỉ đem toàn là những lời cay nghiệt, độc địa, thô bỉ, bạo tàn, sát phạt nhau. Đợi cho đến khi họ chết rồi mới ăn năn hối hận, khóc kể, tán dương, ca ngợi, nào có ích gì. Thật sự mà nói, những dòng nước mắt và lời nói đó đều là giả dối, vô nghĩa. Mình tự khóc kể rồi mình tự nghe, chứ đối với người đã chết thì không còn ý nghĩa gì nữa. Trong tận cùng tâm tư của con người, ai cũng thích dịu dàng, mơn trớn khi được người tán dương ca tụng. Tại sao chúng ta không đem những ân tình, lời nói tốt lành dành cho nhau trong lúc còn sống? Họ ưa thích biết bao nhiêu. Quý Phật tử nên nhớ rằng, ai rồi cũng phải chết, cuối cùng cũng phải chia tay nhau. Cho nên các thiền sư thường khuyên chúng ta hãy dám chữ tử trước mắt để ý thức rằng mình và những người chung quanh không biết chết lúc nào. Trong khi còn sống, chúng ta cố gắng lấy đạo đức, tận tình đối xử tốt đẹp, vui vẻ với nhau, để khi họ ra đi, lương tâm mình không bị cắn rứt, bùi bùi hối hận. Trên đời có một số người quen thói ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời, giữ ý, không hấp tấp, vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi vã, đôi co, trách móc hay chỉ trích người khác. Cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, sắc láo. Lời nói ôn tồn hòa nhã, tế nhị ngọt ngào, ngay cả trong lúc tức giận mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, nói lời tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ.
lời nói ngọt lọt tới xương, lời nói chân thật ngọt ngào, nó có sức mạnh cảm hóa được lòng người. Như thế chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hễ ai nói trái ý làm nghịch lòng một chút, liền sân si sừng sộ, phẫn nộ là lỗi on sầm. Hạng người như thế không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân. Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen chê, phải hết sức tế nhị và kín đáo, cho dù người đó có thân thiết đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ tương bốc đề cao quá trớn trước đông người. Như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ngăn ghét đố kỵ với người chung quanh. Không khéo, họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc. Thí dụ, trong đoàn thể có một hai người nổi bật về mọi mặt, nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt nên nói thế này: trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A chị B nổi bật hơn hết, nên khen thưởng để khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều hoan hỉ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi chỉ có một hai người. Như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chính chuyện này chuyện nọ để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Phổ đức thường dày, mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắc khe độc ác thì phước đức tiêu mòn. Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn.